Chắc là tôi phải đi mua nước cái nhà này sao ấy. Có bà chụp bên đấy, chụp bên nhà tôi. Đây nha, đẹp nha. Lên sáng này, rồi. Rồi, đẹp nha, đẹp nha, đẹp, đẹp. Dọc nha, chờ tí dọc. Không đẹp là quá đẹp, đi đi mình ơi. Anh đi gì mình? Cô giáo phải à? Ôi, cô giáo. Các cô giáo sướng nhỉ. Chụp gì, muốn chụp gì? Nào đi chụp cho. Thằng kia mới chụp không? Cái mặt mày ngạo. Phương ơi, mày ra mày chụp cho khách tấm hình người tao coi nào. Đây, đứng đây. Mày cầm đi tao chụp hình. Mày ra chụp cho khách kia kìa. Mày cầm này, mày cầm đây cho tao. Mày cầm đi coi mọi người tao hiểu. Mày ra đây. Rồi đây tí 1 2 3 4 1 này. Có nghĩa đang đi nhậu. Rồi tình yêu ơi, mời tình yêu. Hay. Trời thần thiên địa. Trời cho nó dọn bàn này. Đấy, dọn bàn khỏi lên lầu. Trời thần. Thì mình cứ tự tặng hoa mình thôi. Dọn chị bàn kia đi bà bê đê. Bà dọn bàn sau cho ngồi bà bận hỏi. Em xin. Cắm ông địa liền. Trời mấy má bê đê này cứ phải ra ngoài nắm nóc nhiều. Mới vừa lòng. Mày lại lẹ lên cho tao coi. Ôi trời. Chọc. Trời thần. Chị đi thì nhà chị chắc lâu gần chết. Sáng mới bán cái nhà.
Trời ơi, nhà chung cư mà giờ này bán được là cũng gọi là người ta gọi là có duyên có phước lắm đấy chị tưởng à. Ôi giời ơi, nhiều khi cũng không biết là vì sao mà từ 18 tuổi đến 35 tuổi chưa thằng nào đâu ạ. Đi xin cái tờ giấy công chứng độc thân mà mệt mỏi vô cùng luôn. Em á? Ừ. Thì đăng ký kết hôn, mãi sau này mới đăng ký kết hôn, chịu không? Ừ, là từ lúc 30 tuổi, khổ ghê. Chị ăn món gì đây? Trời, đúng món em thích luôn, bánh in. Đấy. Trời ơi, chị cầm đúng hai món em thích rồi. Hai loại đấy. Để cùng ông địa cái xin ở bút máy bán đắt, mua vài căn nhà cho mấy con chó nó ghét chơi. Khổ lắm chị ạ. Không ra quán thì bảo thì bắt. Và cũng không ra quán bảo thì bán quán. Nhưng mà chúng nó không biết sao chúng nó vừa mà em là cái em cũng đi ra tiền. Ông đi đâu mà nhìn chai chai lọ lọ tưởng rượu. Chắc rượu lọc rồi. Mở. Trời thần luôn. Ai mà tập hoa. Đưa đây, từ 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 đã. Đi đi, sợ sợ đây, đây. Hề luôn. Ê, còn làm một mâm một đầy đủ cho anh chị. Với một tô ốc bò. Ốc bò luôn đi. Em ăn bún nào. Còn một mâm một đầy đủ, xong còn một tô bún nước cho chị em ăn chung. Tao không ăn ốc bò. Tao chưa thịt bò. Hai cái rồi à. Quay đi. Hay em chị bảo em ăn thịt bò không? Thịt bò. Gà bò. Sáng nay đi ra tôi bà ăn một ngày bán cho công miếng bao công an trang hết ngang rồi chủ yếu mà ngang phải dừng ngang này ra ngang ít ngang tôi vừa chờ con ngang này hôm qua cho con chén tính hơi ít nhưng là cái bao công thấp không dám cắt cho em ăn. Thank you.
Cấu chuyện gì? Dạ. Quanh quanh nhà trẻ con biết đi ăn ấy đi. Tối nay em có lịch. Mẹ chỉ cần một khoảng này mà. Ờ. Là ông mười mấy năm nay hôm nay lần này mới đi vào. Còn bà thì ở đây khoảng tháng rồi. Chị vào lâu không? Em còn em lấy nợ chứ nợ ở đâu? Nhưng đất bây giờ khó bán đi chị nha. Nhà khó bán lắm. Bây giờ nhà đất là rất là khó bán. Em bán cái nhà chung cư này là vì cái ông này ông rất thích cái nhà của em, ông xem 8 lần rồi chị. Đừng đừng đừng. Ông xem 8 lần rồi ông mới mua. Không phải với cả đây bán rẻ ở thị trường. Hôm nay tháng 3. Ui trời, ra đường như người ta cứ hoa hoa hoét hoét. Ôi giời, đây là đâu mà hoa hoét hoét. Cô giáo em á chị. Cô giáo thấp vậy mà cô giáo dạy người mẫu đấy. Ăn kiểu gì tự thức hoa. Vâng. Mắt ra. Mấy hôm trước ta vào, vào hai hôm lại đi ra. Cái gì ạ? Nhà đi ra đây gần không? Nhà em ngay đây. Gần chạy ra quán. Úi rồi, chị ra em mới ra đấy. Ra quán làm gì mà chạy lại quán? Nghĩa là khi nào cần thì chạy phát ra, cần. Ê, chị thấy ông quán em khách người ta đến ăn ủng hộ em có khi mấy người này khi chắc gặp lần đầu. Ô quán đâu mà. Dịp dàng ấy, nhìn méo quen. Đúng rồi. Treo, nhưng mà đẹp. Yeah. Thế thì mới là học trò của bà. Bà dạy người ta làm người mẫu, người ta dịu dàng, bà cũng bảo không quen. Mới làm nào để bà quen. Trời ơi, chắc là thất tình nữa. Mẹ Chiến ư? Mẹ này là sai nào nó đớt rồi. Lấy một lô hàng trước đấy. 43 tấn điều. Đây là đúng là 1 tháng 9. Các chị sẽ không chờ ở đây còn tuần sau mới trả tiền mình không? 43 tấn điều nhiều tiền không? 4 mấy tỷ? Ở quận mấy? Quận đâu? Gì? Biên Hòa. Bình Hưng Hòa. Nhưng mà vấn đề là bây giờ là đẩy tiền vô ngân hàng
nó là người đứng tên vay. Không, cái đấy không, thực tế nhá, là cái việc mà bọn ngân hàng nó cũng không dám, không chắc cái vấn đề này đâu, trừ khi đúng rồi, hoặc là mình phải chơi cái gọi là bán phát mãi cái tài sản bị nợ xấu trong ngân hàng ra thì mình sẽ người mua. Ừ, thì đấy. Bao nhiêu mét? Ngang 4 sông 20 cả. Phạm Văn Bạch. Tại vì chưa mấy cái giấy này đôi khi mà ra kiện tụng ấy, nó không có giá trị pháp lý đâu. Đúng rồi, đó chỉ là nó không có giá trị pháp lý. Tiền tiếp thì gửi ra thì là vừa có tiền rồi vừa có hình ảnh ấy. Đúng rồi. Và trong lúc quay hình ảnh nó phải có một câu là hôm nay ngày bao nhiêu. Tôi hoàn toàn trạng thái tỉnh đặc nhé. Không có, mẹ em bảo ép nó đấy. Vậy chúng có dám không? Dám man lắm, sao thì dám man lắm. Không bao giờ nghĩ đây hả? Em đi không đi đâu. Em gái em. Em vừa đây mà. Chưa có bà. À, bọn tao luôn. Không. Cho chị một tô nữa. Tô như này nó hơi vậy. Không, một cái tô không. Dạ rồi. Đó, bữa này xong tiền đấy, nhưng xong rồi đấy, men gì nhung, em gái em nó có ăn gì đâu mà con này chỉ có ăn với chó thôi. 31 đứa con nó đang chờ ở trên nhà. Vâng, viên thủ cưng. Thỏ. Đó, đây là bún ốc. Đây là nhà em đang nuôi 2 con. Chị ăn đi. À thôi chị. Tại vì tối nay em có cái hẹn. Tối em có hẹn bà có bà chị. Cho chị thìa đi, cái muỗng em ơi. Con là con mà ở Hà Đông cái gì? Ừ. Em là nó con sinh nhất lớp ngày xưa gì nữa. Ừ, nó có con chị con quý à? Chị cái muỗng em ơi. Tao lấy cho mày cái chị.
cái muỗng. Một cái nữa. Bà Quỳnh, cái quán này chị ăn này đi à. Chị ăn này đi, cho nóng chứ đi. Thằng này chơi. Bà Quỳnh, cái quán mà nó thuê ở cái chỗ đầu mũi tàu đấy, nó vỡ nợ chưa? Thấy bao nhiêu đứa thuê mẹ mà không có nào trụ được. Cái nhà nó vong quỷ. Cái nhà nó có vong quỷ, chịu không? Em cảm ơn các chị nha. Chợ ra ăn cà phê bao giờ chưa? Em vẫn là chủ quán đấy chị, vẫn đương nhiệm chủ quán. Nãy giờ ra thì mình biết rồi. Đầu tiên được thế à? Tưởng không phải chủ quán. Đấy, có rất nhiều người người ta ăn ở quán em mà người ta không biết chủ quán ai. Vì người ta, vì em đâu có tập quán mấy. Ăn đi. Ăn thôi chị ơi. Ăn bát bún ốc. Má lòng rồi. Mày lại lắp cái gì Nhung? Ốp cố vô được ủy ban lên giờ. Ui giời, em mà khắp muôn nơi chị. Em mấy luôn đi mẹ Đông Hải, mẹ Nam Hải, cha Diệp. Em chả cầu gì, em toàn đi em cầu sức khỏe bình an. Cho con nhậu ngàn ly không say. Cho bạn bè trên bến dưới bàn. Nó không vùi dập, bắt con uống một lần 5 ly con chết. Nằm bê xe lết luôn. Ai cũng bảo em vậy. Ai cũng bảo em là nhậu giỏi. Nhậu mà 2 hôm trước nhậu đến 2 rưỡi sáng 6 giờ là đi. Vỡ đi à? Bắt đi này. Thế thì sang bên chung cư mà lấy cái TV ở chỗ công kiến thì không ai dùng. May mà người ngách đấy. May không rơi vào khách nha. May rơi trong đêm chứ rơi ban ngày rơi vào khách là chết mình luôn đó. Thế thì mà qua bên nhà lấy tivi ở chỗ bàn kiến nha, không ai xài đâu. Hôm nay tao mới cho thằng bé bảo vệ cái tivi. Thằng bé bảo vệ cái tivi nhỏ. Tại vì nhà em có ở ai xem không? Em không cho xem. Cầm máy không? Không. Nó muốn xem nó phải hỏi. Trời ơi. Không bà la sát nào chúng ngồi đâu mình thôi rồi. Quỳnh nhờ Đông Khanh Quỳnh. Dạ Đông Khanh. Mà chị nghe bây giờ mẹ một đứa nào cũng muốn bán sang chảnh là trường ăn cứ. Bà này bán nữ hoàng vỉa hè. Nước ngọt trà đá sữa chua thuốc lá. Thằng bà này là hàng xóm quán nhậu ngày xưa. Ngày
cửa. Lúc mở quán nhậu về, bà này bên cạnh. Ở ngoài có cái dung chứ kìa. Mối quan hệ thâm niên. Cái bà bán bánh canh ở đối diện chỗ chị đông khách nhở. Bà thuê chỗ ốc Tú ngày xưa ấy. Ốc Tú lại là quán ma, còn cái bên chỗ bà này. Nhưng mà bánh canh ngon lắm, 1 tiền ăn hết 1 tô ạ. Em chưa đi mẫu gì nhỉ? Đồng Đăng chưa. Ngon. Thông báo làm ngon nha. Bánh canh cua, giò heo, tôm. Đông khách lắm. Em chưa đi mẫu Lạng Sơn. Nhà em buổi trưa là khách văn phòng, khách cơ quan, khách đoàn, đông, có chứ, 3 tầng. Nắng mà. Nắng mà lười. Hạt điều có trùng được trồng ở trên Gia Lai em chị nhỉ? Nhưng mà cái miếng ở trên Gia Lai đấy không cho ông ý trồng không, phải làm một đồng thuê để tránh cái trường hợp sau này khi mình đòi lại á ông bắt. Đúng rồi. Hiểu không? Không thôi, tốt nhất là quyết định là không cho thuê, mà thà là tìm ai trên đấy thuê trồng cho mình thôi. Hiểu không? Tránh trường hợp những khi sau này mình đòi lại rất là rách việc, nó kêu nó bắt mình đền cái trồng cái số cây không, số cây cối nó trên đất của mình. Mà nó trồng không phải bao lâu tay rồi. Chị hiểu không? Nhưng mà hôm qua em kia em hỏi là một số người, mọi người bảo là không nên. Nhiều khi mình phật lòng tốt mình ăn cất cái chúng nó đấy. Chị hiểu không? Bây giờ nó chỉ đang trồng ngô thôi. Bây giờ nó chuyển sang trồng chanh, nó bảo nó muốn xin trồng chanh. Nhưng mà nếu như mà đúng một cái mình lên cơn thần kinh mình bán, nó yêu cầu mình đền mình một cái, đền bù cái đấy trên đất của mình, trong khi là mình không hề lấy tiền, là chết. Thôi tôi thì mẹ bây giờ đéo thương người đâu, thì mẹ tôi thương tôi đấy, thương người này chiều đấy, khổ đấy, khổ đấy. Khổ cực kỳ luôn đấy, mày không mấy chục chửi bậy luôn, không dám chửi nữa, bởi vì thật tao kiểu chửi cũng chả để làm vấn đề gì, mình muốn để cho được việc nhưng mà điên lắm, ức mà nghe là nhiều cái lòng tốt của mình nó bị kiểu giống như là tố xử của như thế, mà mình hay là cho vay nặng quá rồi. Tại vì em nói chị nghe giống như bản thân ấy là em không có nặng nhẹ mấy cái chuyện cho thuê, có thì thêm tí đồ tí tiền đi nhậu, nhưng mà nếu như mà bạn em không nói chuyện đó em cũng không thể tin được là sẽ có chuyện đó. Là nếu như mà họ trồng vào sầu riêng hay trồng vào mít, những cái cây ăn trái ấy, lâu năm ạ, sau này mình bán, ví dụ mình không thích giữ mình bán vì có khi mình lại bán thì nó bắt mình đền cái đống đất đống cây của nó đấy, hiểu không? Là quyết định cái đấy không cho thuê nha. Không cho thuê cái gì cả. Tự dưng ông chồng không được bao nhiêu năm, ông không hỏi. Tháng vừa rồi tự dưng ông nhắn ông bảo ông muốn chuyển sang trồng chanh. Ông lại nhắn tin ông hỏi. Cái ngày em lên mua đấy mà là cháu không có chồng trước gì đâu. Chú chồng ngô chú chồng đi, cháu không quan tâm. Nhưng mà sợ là đến khi mà như bà em nói là nếu như mà mình tự dưng mình có chuyện mình bán được giá mình bán là bắt mình đền đấy.
Bây giờ nhiều khi em muốn làm người tốt cũng không được. Mình cứ nghĩ là người ta ở trên vùng núi dân tộc, người ta thì đang chấp pháp canh tác với mình. Nhưng mà đến khi mà nhỡ mình có việc mình đòi, mà người ta bắt mình trả cái thiệt hại trên cái đất của mình, trong khi người ta trồng bao nhiêu năm mình không lấy tiền là mình chết thôi. Thôi. Ồ mà mang tức mang dục, thôi nghỉ khỏe. Mẹ tha đi. Giống như ở chỗ Củ Chi đấy. Mẹ ở chỗ Củ Chi là hai anh em 3.000 mét, 3.000 mét thổ cư, mặt tiền đường. Em còn chưa đổ đất, chưa san lấp gì luôn. Em chưa trồng chiếc gì luôn. Tại vì để sau này ấy mà xây mà. Giờ là không thể nào mà mình bảo mình thương người được, bởi vì cái luật của mình ấy. Tính tiền kìa em ơi, bạn nào tính tiền kìa mày. Thế mày nói chuyện ông thuê đất đây, ông trồng nhiều đất đây chưa? Nhân từ. Nghe bốn chị em. Dương được Khánh Thương ấy đang ăn bún đậu mắm tôm. Tôi đang ăn bún đậu mắm tôm thưa bà. Bây giờ gọi là hai nam. Đó là nam. Dạ. Ăn thôi sao giờ. Không, em phát rồi, phát rồi. Em còn chuẩn bị quà quà bà Kiến sáng nay nhưng mà chuẩn bị quà xong biết nó có gì không? Mẹ ơi, mẹ quên ai cô giáo ở lớp tiếng Anh trung tâm mà mẹ chưa được gặp cô luôn. Thầy đưa cổng là mẹ đi mà. Tối về trả được tiền, thằng nào trả được tiền. Biết rồi. Đúng một cái loại. Nhưng ơi Nhung, cái đấy người ta gọi là tấm lòng tri ân thầy cô. Không, ngày xưa làm thì có. Có. Chỉ đến nhà tao bỏ Thảo nào, mày học dốt. Trời ơi. Người ta gọi là tôn sư trọng đạo. Đâu ngày xưa mình ấy. Tại sao lại có một cái một tôi lại có thể có một cái con em mà khốn nạn như con này? Tại sao mà có thể làm cao thì có thể làm bao nhiêu nhà xe con? Cái chế độ lương thưởng không ok. Chứ còn thấy ok ở nước ngoài đúng không? Người ta đâu có những cái tài sản này. Ok, nhưng nên núi rồi. Đó,
mày nữa ở đây. Đấy, người nào đây? Mày đây nữa rồi. Tao giảm gấp 5 đó. Như yêu. Tao đây ê sai nha. Mẹ của con kiến là chăm sóc rất tốt nhưng mà con kiến cũng không hề được ưu tiên nhá. Con kiến là có khi 3 ngày nay chưa được gọi phát biểu, mặc dù giơ tay mỏi hết cả tay, ngày nào cũng phải lách. Không phải lần lượt mà là không thể nói như thế là mất công bằng hả cô? Thế để ý thôi. Này, nghĩ nếu mà nghĩ như vậy để ý thôi. Thắt ống dẫn chứng lại. Nói đây, nó ngồi đây chạy lòng thế này. Tao ít lắm, nó chỉ có 30 không, em thấy là tao thấy cô người ta không có nhu cầu đòi hỏi, chỉ là chúng mày tự tưởng tượng với mặt thôi. Thật ra tất cả đều là phụ huynh hết, đều là do phụ huynh làm, chứ thầy cô đâu có làm như vậy thật mà. Cứ phải là đúng rồi, đúng rồi, đây tự huynh thầy cô rất là đàng hoàng, nói đừng có nói sai người ta mình mang tội mang nghiệp. Tao là không hài lòng cái chuyện đấy. Ngày xưa em nói chị nghe, Bành Tú nhà em kể nghe, 20 tháng 11 em nói cho cô giáo em có bức tranh 5.000, cũng tranh đồng lúa đấy, hoặc là cô gái bên hôi cũng tặng không, chúng nó tặng cục xà phòng với cái phích. Em không có tiền nhưng mà bây giờ bọn chị như thế này, thôi chị nhá, bây giờ chị trong con gà con cả một lớp có tiền khổ biết gì đâu, đi mấy người như mình 11 đấy, đi mua cam xong mua sữa, mua ốm đâu, nhưng mà cứ như thế đấy đi mua xong đem ăn hết, cháu cho bỏ bổ hết ra cho mọi người ăn. Xong hoặc là mua thì có gọi là có hoa lung tung các kiểu bài các loại làm nhau với nhau như thế này, học sinh rồi vừa giúp cha ta cho cha làm lính này à, cho con gà thì chẳng không nhận chi để cho cái đâu xin thì rồi không nhận mà. Nhưng mà giờ có nhiều trường là các cô giáo thầy giáo là không được nhận bất kỳ một cái gì, kể cả hoa thì nói là quà, như là trường con chị ở Vin ấy, bây giờ spa không được nhận một cái gì, không nhận tiền tin. Ừ thế thì cái spa đấy có cái lồn nhân viên. Không cho những công khai. Không cho những công khai thôi. Quên mẹ mà đi. Đây bây giờ tao nói cho mày nghe nhá. Cái loại mày ấy Nhung nhá, cái loại mày là cái loại khốn nạn. Cái loại mày ấy là chỉ có tiêu tiền cho chó thôi. Cái loại mày chưa bao giờ biết đi service cho người ta cái gì. Khốn nạn. Em hỏi chị mình đi massage đúng không? Cái suất massage chỉ có 550. 1 tiếng rưỡi, có khi là 2 tiếng. Tao nói mày nghe nha, người ta bấm huyệt cho tao là mồ hôi nó rơi hết vào người, bởi vì làm sao? Mình và một người nha, người ta không thể bấm được nhiều đâu. Cái nội lực của người ta và cái người đấy phải ngủ giấc và phải có cái cuộc sống của người ta phải khá là lành mạnh thì cái năng lượng của người ta truyền vô mình nó mới gọi là mở huyệt đạo và truyền được cái năng lượng tốt. Nên người tay chân tay người ta rất ấm và người ta bấm huyệt cho mình, người ta mất rất nhiều công sức. Mày nghĩ đi, ta đang nói giáo Quỳnh Như và Hàm Nghi 137 đúng chưa? Tao đi này, thế bây giờ đi, mày bước vô cửa là có một bảo vệ, mày bước vô là có một bà lấy tân áo dài, mày bước vô trong có một người đưa cho mày chìa khóa tủ đồ, rồi đưa để đôi dép vào chân mày, sau đó cất bộ đồ cho mày, mày lên mày nằm, có người bê nước cho mày ngâm chân, massage cho mày, xong lau người cho mày. Mà 550, 600 đúng không chị? Mày tính cho mày bán bộ đồ ăn đi nhung. Nếu như mà mày bảo là mày không cho người ta nhận từng tip, bây giờ chắc gì tao là người đi sử dụng dịch vụ, chắc gì tao đưa tiền tip vô cái con lễ tân đấy mà nó đến đúng với cái thằng mày đó. Tại vì tao bảo là em ơi chị muốn tập trung chỗ này chị sẽ rất là đau. Nó tập trung hết lực cho mình, mình phải chi ân cái công sức người ta làm cho mình. Vì người ta làm cho mình đỡ đau thì đêm mình ngủ sẽ sâu hơn, ngày mai mình làm được nhiều việc. Mình đừng có nói cái câu chuyện là những ngành nghề dịch vụ xe buýt là không được nhận, không có.
Làm gì có chuyện đấy được. Làm gì có. Thôi mấy cái tiệm đấy cũng xin là chúc mừng dẹp tiệm sớm. Không có một nhân viên nào đi làm massage mà không cho người ta nhận tiền tip cả. Vô lý. Nói chung mày một khi mày đã không có tiền mày đừng vô quán ba. Mày không có tiền mày cũng đừng đi mát xa. Mày mà muốn không tip mày đi người mù. Mày người mù chỉ có một cái giường sắt 70.000 một tiếng. Đặt cái lên đúng thế thôi nhá. Mày đừng nằm điều hòa người ta. Vớ vẩn. Cái gì cũng bây giờ tôi cái con kiệt sĩ. Ê, mày sai nhỉ? Đi đẻ, mà đẻ đến vụ nhá. Đến cái lúc mà đang làm sinh á. Có nghĩa là vừa bắt đầu là phải ngoài. Không thì là nó xiên trọng. Ôi trời ơi, nó thối, mày mẹ bằng chết. Tôi để Bệnh viện Hạnh Phúc nên là tôi trả chọn gói, tôi trả tiếp đồng nào. Tại vì ở trong cái gói Bệnh viện Hạnh Phúc đấy là rất nhiều tiền, con kiến trả rất nhiều tiền luôn. Chị ông mà chị hỏi em cách đây là khoảng 20 năm, dịch vụ mà mười mấy 20 triệu cũng là hơi nhiều rồi. Ờ đúng rồi, chị, mà giá trị mình đại ra. Chị còn quy ra tiền mẹ ra vàng, chị nhớ với bà có 500 mấy, 600 nghìn. 20 năm lúc bố em nằm viện viện Nhật nhớ rồi. Đấy. Mày bớt rồi chứ tiền nạn đấy. Tao nói mày nghe. Nhưng mình bảo tất cả là đều là do mọi người hết, do mình hết. Mình làm hư tất cả mọi người. Thật. Thế bây giờ em hỏi chị nha. Thế bây giờ mình chị trồng điều. Bây chị trồng điều. Được mùa điều 7 tấn một cây thì chị có lời. Bây giờ là thất mùa, 3 tấn một cây chị lời lồn. Đúng không? Có nghĩa là chị vẫn còn có cơ hội được mua. Còn chị làm sao nói người ta chỉ có lương cứng vậy thôi. Mình phải có trách nhiệm hiểu và cảm thông. Mình đừng có nói ai làm hư ai, đây là hiểu và cảm thông. Người ta đi học bao nhiêu năm trời, người ta mức lương cứng chỉ có 6 triệu với 7 triệu. Chị cứ nghĩ đi, con chị một tháng học trường nhà nước bây giờ cũng là mấy triệu, 2 triệu chẳng hạn. Thế số bằng chị em là gì? 2 triệu bây giờ. Không 2 triệu không biết. Thì em hỏi chị là mình phải nghĩ là họ mức lương như vậy thì mình phải thế nào? Thì đấy thì mình bảo là thế là do mình cũng là tự thôi. Mình thôi, người ta không có đâu có đòi hỏi. Thì đúng rồi, nên là mình đừng hiểu tiêu cực. Này, sắm tiền, sắm tiền, nuôi chó mà cái lồng cho chó ỉa là 27 triệu. À, đây đấy. Nuôi chó, mỗi lần đi... cắt lông chó là 450. Mẹ đây là mình đi cắt tóc mình đi mấy trăm mình. Và một ngày đẹp trời chó ốm đưa sang bác sĩ quận 7 16 triệu một lần chữa. Một con chó chữa trăm mấy chục triệu thì đéo nói đi. Ê, mà là con chó nó chỉ là con chó thôi. Còn đây dịch vụ cho con tao. Không lằng nhằng sức khỏe của tao. Vì tao đau vai tao đéo làm ra lấy đâu tiền nuôi chó.
mẹ cho ngày ngày xưa cho ông cho chết cho mẹ vào nồi. Mẹ bây giờ rượu mận là xong. Bây giờ có đứa mẹ mày cúng một thắp hương mà khóc, éo hiểu cái thể loại gì luôn chị. Thật à? Không thấy thật à? Khóc à? Khóc hu không? Để đảo, lương đảo. Cái gâu cao bây giờ. Để con chó trên đấy. Quán đông quá, để con chó trên đấy. Vào lên chửi nhân viên. Đi mãi chứ mày, trên này chửi nhân viên. Đấy khi con chó nó rơi con mẹ xuống đất nó chết, chấn thương giò nào nó chết. Thì ngày hôm sau là ngày cả gia đình đoàn tụ. Để đi du lịch Phú Quốc, ta resort xong hết rồi. Máy bay xong hết rồi chịu đủ, máy đi mùa du lịch mà đi ngày lễ nữa. Đi với con cạc. Mẹ. Gọi gọi con cạc. Cút mẹ mà đi. Tốt quá à. Tốt quá nữa mà. Cái đấy là chuyện gì? Em gọi về cho nhân viên rồi chứ. Hôm qua con kia nó chết. Chị cho nhân viên nghỉ việc luôn rồi. Vô lý vãi đái. Chó đi. Chó đi chó của mình. Mình đặt nó trên cái ghế. Con chó nó rơi xuống đất nó chết là do lỗi của mình. Không bê nó lên trên chuồng mà để. Lại kêu là mày đứng đây mày làm cái gì? Mắt mày mù à? Mày không nhìn thấy con tao nằm đấy. Nó chết mà đi đuổi nhân viên. Vô lý đéo thì chịu nổi. Trong khi ông nó ngồi đây này. Nó chửi nhân viên trên kia kìa. Nó ở trên đầu chửi. Khách ở đây thì nghe giọng nó xong em giống nhau. Nên ở trên mạng mới có cái vọ trò là em chửi nhân viên cha này. Tưởng. Ừ, bởi vì view em livestream em chửi. Em đi kia. Đi xưa đi ngược đi dày. Vô dọn đi con đi. Đấy chỉ vui. Còn những cái lời tục 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 là nó chứ. Xong vì giọng mình giống giọng nó nên người ta bảo là mình. Trong khi là view em chửi với con quỷ BD nhà em giọng đàn ấy. Em chửi duyên chỉ dáng chỉ dày cho vui thôi. Đã. Nuôi một bận mấy chục con chó trên lầu. Xong rồi đi thuê nhà nhưng nên ở trong cái chỗ đó là chỗ có thể cho nhân viên ở đấy. Xong rồi ưu tiên hết cho chó bởi vì tại vì là chó phải ở gần mẹ, con phải ở gần mẹ, không mẹ nhớ con. Có 20 hả? Có một đội ngũ đưa chó đi dạo. Đưa chó đi ỉa. Đưa chó đi dạo. Các con của mày phải dần 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 ra công viên Tao Đàn ngắm bình minh, chiều đi ra quận 7 để ngắm hoàng hôn. Và sau đó phải đóng hai cái tủ cá to đùng ngã vật để trước mặt chó cho cá bơi lượn tung tăng cho chó của mày đỡ buồn. Nghĩ là các con chó nó buồn. Con chó cái nó không phải tư biết bao nhiêu kiếp nó giải kiếp chó rồi ở cái chủ. Trời chị ơi. Một ngày đẹp trời em đi nhậu với thằng bác sĩ chữa chó của nó. Thằng ấy siêu giàu. Nó mới nói là em hô bao nhiêu là phải trả bấy nhiêu. Có ai tiếc với con chó đâu. Sao mà đi mày mày từ nay trở đi từ giờ mày kiếp cái nhà 102 xe 26 Cống Quỳnh nhá. Thì mày mày chữa chó mà mày chữa đắt thì mày chết mày với tao đấy. Tao cho mày say thì mày à mày đến ngày mai cũng tỉnh chữa chó được đâu. Buồn cười lắm. Trời thần. Mình là chó mình thích thôi nhìn thấy đâu nhìn thấy mà bảo là đưa cho mình tặng mình con tặng luôn thì mình chắc chịu. Trời ơi, cho em con chó thì cũng xin là chết đói luôn 3 ngày. Mẹ mình chăm bo thì chăm mình còn chưa xong ăn việc chứ không phải mình thích tí đâu, mình không chưa đủ tình yêu lớn để mình yêu chó đến độ đấy thật sự. Thôi chị bớt tình yêu đi chị, mình bia rượu nhưng lên đặt xuống đẹp rồi. Thôi đấy, thế là đấy chị, là chị chưa đủ trình để tranh chấp nha. Mình ai mà yêu chó nghe chị em mình nói muốn một cách nữa nha. Tí là bảo là chó điều tra nên là bác bà ở đây mai người gì chó mà sau đến mình chị có mẹ ra. Quỳnh răng yếu à? Anh hai người khổ thế. 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 Anh hai người khổ thế.
quả anh chồng quốc dân của Trang cũng là đầu ngõ. Đúng rồi, trông xe đấy chị. À, đây là Trang. Đâm đâm lên kìa, vào đây đi nhờ. À Nhung ơi, cái camera bắt thuộc như nào đây? Chưa có cái mai hình như ổ của người nó vẫn đang cắm ở đấy đấy. Tùng là yêu ai rồi Tùng? Thế mày bán được mấy chục quả bưởi rồi? Con thời gian này bán mua anh hay người ta ăn quả đúng không? Có bán được quả không bán được người ta ăn mà. Mày bắt mình đi bán bưởi. Ăn mình bưởi hả? Bưởi à? Năm đéo được mua mấy trong quả bưởi xong rồi để đây cho lắm nó bắt anh bán. Thế thì hai mươi con chó kia mà cứ bao nhiêu lâu cho đi spa một lần. Gọi ta đến nhà cho tìm hơn mà em không tưởng được. Thế mày gọi gì chưa? Bao tiền một lần? Tao đã hiểu thì sao mày không đuổi thì con Thoa sau 1.000 lần sai việc rồi đấy. Địt mày hóa ra nó gì? Địt mày cái con Thoa đây con ngáo ngơ. Giặt A thành B, giặt B thành C đi mẹ 10 việc giao cho nó thì sai 8 việc. Bảo cho nghỉ việc đuổi việc 7 năm nay rồi. Vẫn cứ để nó làm việc con vừa xong con B cái túi đồ đấy. Hóa ra cắt lông chó cho con chó của nó đây là địt mày vẫn cho để. Có khi nào cắt lông chó nó cắt nhầm mày cổ con chó không? Có khi nào nó cắt móng chân cho chó cắt mạnh móng chân không? Tao mong một ngày nó cũng lãng quên điều gì đó. Mất bao nhiêu tiền? Thế là sao nó về nó? Thế là nó về nó trả hết tiền. Nó chưa sang chữ. Ở số thì nó làm người ta đang mai tay rồi thành người ta. Vâng, ở số thì nó. Sao bây giờ con thì nó bị ám ảnh chưa? Nó sợ bác sĩ lên nó bắt cho mình. Ừ. Không, có người là lên mặc đồ nó đi là mặc đồ hết cơ này dân. Sao bây giờ đến lúc rồi mà nó bị ám ảnh luôn đi. Mà thì thấy nó mở đấy phòng khám to lắm, to gấp đôi cái nhà đấy vậy chị. Đấy mà mặt tiền đấy, mà lúc nào thấy đấy cũng mười mấy nhân viên là khổ số cho nó, nhà mình đem đi vệ sinh không sao. Thế mà nó làm một tháo con gà ra nó vệ sinh không được, cho nên nó mất một tay. Số ơi nó làm cái gì mà nó không làm được thế. Làm được cái gì? Do con chó của mày nó bị mụn thì nó chết là đúng rồi. Nhưng mà đấy em đâu? Đẹp. Đặt tên nó là gì rồi? Con
đi. Con ở Tây Ninh lên đây với chỗ tao đấy. Tao liên quan đéo con Tây Ninh. Tự đem lên làm cho tao phải nuôi. Con nào Tây Ninh? Đi từ thiện công công thì à, xong xin chó nó cũng đem. Là đem lên bắt em nuôi đấy. Nó lên bao giờ nhỉ? Mày lại vu khống à? Em chỉ nuôi vu đồ. Má đi má thấy con chó mới đẻ mà chó ta. Chó mới đẻ con nào chạy đến. Đâu ở Tây Ninh dưới Bến Tre nhỉ? Tôi đi xây cầu ấy. Biết là ở đâu? Bến Tre. Thế là mình nhờ hay thôi bây giờ mày đưa đây. Tao cho người đến luộc nó làm rượu mặn bảy món. Bây giờ đi mẹ cho một tay thì tui tao rượu mặn luôn. Mẹ rượu mấy chai đây? Đúng không? Bây giờ mười mấy cân. Mày nuôi em dưới tốn cơm của tao. Mày đưa đây. Chào Mon Cang.